nhận được kịch bản của Bằng Chứng Vô Hình này, Tướng cũng sợ, tại vì cái đó là cũng là vai sát thủ nữa, cũng là giết người nữa, Tướng rất lo. Nhưng sau khi mà đọc kịch bản thì Tướng thấy hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, tâm lý nhân vật cũng vậy, khác rất khác nhau. Trong phim Thất Sơn Tâm Linh thì Tướng thể hiện một thầy bùa, nhưng trong cái phim Bằng Chứng Vô Hình này Tướng thủ vai một bác sĩ đam mê phẫu thuật chỉnh hình, sau khi mà bị nhiều thứ tác động mới đẩy anh tới con đường như vậy. Khi vào những vai tâm lý, Tướng hay ngồi một góc autist hay là phương nào đó, Tướng lại đây ngồi này chơi này mọi người nè, Tướng bị cho là anh muốn ra ngoài này ngồi cho mát, thật ra Tướng muốn ra một góc để mà tập trung với nhân vật của mình. Thì có những phân đoạn mà đòi hỏi cái sự tĩnh lặng hay là ánh mắt hay là những cái tâm lý căng thẳng thì Tướng đều ngồi xa mọi người thôi. Sau khi phim xong rồi, vợ nói gì Tướng ơi, anh mắt anh ghê quá. Ủa sao vậy, thấy bình thường mà. Thì không, anh thấy bình thường nhưng mà em thấy ghê lắm Tướng ơi. Tướng đừng nhìn em cái kiểu đó được không? Cái là mình không có biết là mình đang nhìn mà nói vậy, chắc Tướng nghĩ là nó vẫn còn vương vấn gì đó. Những một thời gian nó sẽ hết. Quang Tuấn cũng là một người diễn viên rất là cống hiến cho vai diễn và lúc nào cũng đau đáu làm sao để tất cả những cảnh hành động, hành xử, nét biểu lộ gương mặt dù là rất nhỏ nó cũng có thể mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.